司。在办公室。冰冰嘛，然后大家让你冰冰嘛，找路找到呀。được chưa, bạn con xin đã có bim bim chưa? Bây giờ chúng ta tìm chỗ ngồi ăn nhá. Rồi con đi tìm chỗ ngồi đi con. Bạn đây rồi các em ơi, bạn Sun Nancy cũng có một túi bim bim. Đây ngồi vào đây, ngồi vào đây, ngồi vào đây ăn đi con. À, và đây rồi, hai bạn nhỏ của chúng ta đã tìm thấy một cái ghế để ngồi rồi. Và bây giờ hai chị em đang dụ nhau ăn bim bim đấy. Cho em thấy đi, cho em một cái. Rồi. Oh, hai chị em chia nhau từ cặp bim một đấy. Giây phút ở ngoài chỗ sân bay đợi chờ. Đây là những khoảnh khắc rất là thú vị đối với hai em nhỏ đấy. Sao đến xưa cho bố xin cái, bố xin miếng. Để bố xem này, trong này là bim bim gì vậy? Các em ơi cùng xem nhá. Hai bạn nhỏ ra ngoài sân bay thì ăn bim bim gì nhá. Đây bim bim gì đây? À bim bim cua. Đây là những con cua này. Đấy. Rồi. Đây này, rất là nhiều cua ở trong đấy nhá. Cay không? Cay lắm à? Ừ. Quá rồi. Không cay mấy. Ăn được. Ừ. Rất là ngon đấy. Ừ, con bác về qua ăn này đi. Ừ. Có cái gì vậy? À, ở trên cái túi bim bim này là có quả ớt, nó thể hiện là cay đấy. Cái gì vậy? Có đậu phụ ở trong này à? Bác nói gì có ăn cùng không? Đấy. Các em ơi, đây là khoảnh khắc mà các bạn đấy. Cả chia nhau và tranh nhau cũng có các em ạ. Đấy. Đây là những lúc mà đang nghỉ ngơi ở ngoài sân bay. Khi mà các bạn nhỏ đã ăn bim bim và chia nhau những cái bim bim rất là nhỏ đấy. Tình cảm chị em dành cho nhau qua những gói bim bim. Đấy, những cái bim bim cua. Đấy, bạn Sun Nancy chia cho từng người một và mỗi người đều ăn những phần như nhau các em nhé. Và bây giờ bố sẽ xin lấy một vài cái để ăn nhé. Bố rất thèm quá. Con ơi, cho bố cái. Đấy, bạn con xin rất là thảo nhé. Cho bố ngay. Mặc dù chỉ được một cái thôi. Một cái nhưng mà bạn cô Si thấy nói đấy là cho bố luôn. Và lại lấy này quả bố. Đấy. Ồ, còn có hai cái à? Sắp hết chưa? Sắp hết chưa? Như bố xem nào. Ôi, gần hết rồi, cho bố mấy. Bố ăn mấy được không? Đấy, bạn cô Si cũng cho bố luôn nhá. Tôi nói là cho bố luôn. Ngon quá. Bố đi ăn bim bim cua cơ. Đấy. Bố nè. Ăn xong chưa? Xong chưa? Xong chưa? Rồi bố ăn mấy nào? À, cô gần hết rồi. Sao trong đây có cả đậu phụng này? Ngon quá. Máy bay ra bay đấy con ạ. Các bạn nhỏ vẫn cứ ngồi ở cạnh nhau và vẫn chia sẻ cho nhau những chiếc bim bim cua. Vẫn chia sẻ cho nhau những cái bim bim cua rất là tình cảm đấy các em ạ. Ồ, nhanh lên đi thôi, mày 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 cẩn thận rồi, đi thôi con ơi. Coi đi thôi. Ồ, các em ơi, vậy là máy bay đã check-in xong rồi. Gia đình bạn Cosi bắt đầu chuẩn bị lên đi vào trong máy bay thôi. Wow, các em ơi, vậy là gia đình bạn Cosi đã check-in xong rồi. Và bây giờ tất cả mọi người tiến hành đi vào trong để lên máy bay nha. Đi thôi. Các em nhỏ cứ chạy lung tung. Và bây giờ một người đang kiểm soát các bạn nhỏ đấy. Ồ, đoàn người của gia đình bạn Gosi đã kéo nhau đang đi vào phía trong của sân bay để chúng ta lên máy bay bay đi các em ạ. Chúng ta cùng đi nhá.
Các em ơi, hãy theo chân của gia đình bạn Gosi nhé và cùng khám phá chuyến du lịch này với gia đình bạn Gosi nhé. Đây này các em, đây là khu đang xếp hàng để chúng ta có thể vào trong phía sau của sân bay đấy. Và đường lên trên máy bay là đây các em ạ. À, có một cô tiếp viên đang chào quý khách các em kìa. Ở đây này các em ơi, ở đây là những đoàn người đi du lịch rất là đông nhá. Và mọi người xếp ra một dãy rất là dài kìa. Và các em cùng xem kìa. Và gia đình nhà bạn Gosi đang tiến dần vào trong rồi. Và sắp sửa qua được cửa sân vé rồi các em ạ. Ông của bạn Gosi kìa. Đấy. Và mỗi một người lớn trong gia đình nhà bạn Gosi sẽ kèm một em nhỏ nhá. Và bạn Gosi đâu nhỉ? Bạn Gosi đâu chẳng nhìn thấy đâu cả. Và sao đến Si ơi? Bạn Gosi ơi, chào các bạn đi, chào các bạn trước khi lên xe đi. Rồi các em ơi, bạn Gosi và bạn Gosi đã chào các bạn rồi đấy. Và em đang rất là phấn khởi trong cái không khí chờ đợi lên máy bay. Bạn Gosi đâu rồi? Có chào các bạn không? Chào các bạn đi, bảo chào các bạn nào. Bảo chào các bạn nhá, từ đi đây. Ồ đấy. Các em ơi, các em có biết đây không? Có một bạn nhỏ nhỏ ở Tây kìa. Đấy, bạn ấy là em họ của bạn Gosi đấy. Thì bạn em bên nước ngoài về đấy. Hôm nay bạn cũng cùng đi du lịch cùng với cả gia đình của bạn Gosi nhé. Đấy. Và bạn Gosi là anh của bạn ấy đấy. Bạn ấy tên là Neon các em ạ. À kia kìa, các em nhìn kìa. Đấy, chú đang soát vé. Đang soát vé để đưa vé cho từng thành viên một trong gia đình các em ạ. Đấy. Và theo anh cũng có một suất vé đấy các em ạ. Bây giờ gia đình nhà bạn Gosi đã tiến sát vào đến nơi soát vé rồi. Và bây giờ mọi người đang thực hiện thủ tục soát vé để đi vào trong nhé. Các em ơi cùng xem nào. Đấy, chú đang soát vé. Chúng ta đến gần nhá. Một người đã qua rồi. Và tiếp theo. Đấy. Từng người một soát vé. Và gia đình nhà bạn Gosi cũng đang soát vé rồi. Wow, chú ra hiệu là mọi người phải lùi lại đấy. Rồi soát vé từng người một em ạ. Nào hai bạn nhỏ làm gì đây? Hai bạn nhỏ làm gì đây? Kìa anh Ninh kìa. Đấy, bây giờ đến lần bạn. Đấy, các em ạ. Đấy, một bạn nhỏ được qua rồi. Bạn thứ hai. Bây giờ đến lần ai đấy? Bạn Zumi bé tí qua rồi. Đấy, đang check vé cho bạn Zumi. Rồi. Tiếp tục là đến bạn nhỏ nào đây? Đấy bạn San Nancy. Qua luôn. Còn bạn Gosi. Từng người một phải qua cửa các em ạ. Rồi, thế là đã qua hết các thành viên nhá. Bây giờ đến người lớn trong gia đình của bạn Gosi. Vậy là gia đình bạn Gosi đã chuẩn từng người một đã ra đi hết rồi. Và anh là người cuối cùng. Anh sang người soát vé vào nhé. Đây này là một giây phút chờ đợi nữa ở trong sân bay của gia đình bạn Gosi các em ạ. Các em ơi, và tiếp theo đây là thủ tục cho hành lý. Cho hành lý trước khi vào để đưa lên máy bay thì đều phải qua một khâu kiểm soát rất là chặt chẽ đấy các em nhé. Đấy, tất cả mọi người đều phải qua. Cho nên trên đây và qua một cái máy kia nó sẽ soi trong máy có nếu như mà có đồ bằng sắt này, kim loại này. Rồi thì chất gây nghiện như ma túy các thứ thì đều không qua được các em nhé. Các em ơi, vậy là tất cả gia đình nhà bạn Gosi đã qua được cửa máy bay rồi. Cửa kiểm soát rồi các em ạ. Và bây giờ chúng ta cùng đến một cái khu ghế để ngồi chờ đợi các em nhé. Và bây giờ gia đình của bạn Gosi sẽ đi tìm một cái ghế để ngồi các em nhé. Và kia là cái ghế mà gia đình bạn Gosi sẽ tập ở trong này đấy. Rồi chúng ta cùng đến gần các em nhá. Đây rồi, gia đình bạn Gosi đã ngồi đến đây rồi. Và các em. Các em ơi, đây là lần đầu tiên mà hai bạn nhỏ của chúng ta đã tận mắt nhìn thấy những chiếc máy bay kìa. Các em, những chiếc máy bay ở xa xa đấy. Và hai bạn nhỏ đang chỉ trỏ. Kia là những chiếc máy bay kìa các em kìa. Có một chiếc máy bay màu đỏ và chiếc máy bay màu trắng nhá. Ô kìa, cái máy bay kia đang bay kìa đấy. Bạn bảo Lucy ơi, bạn đã đứng đi máy bay mấy lần rồi? Bạn đứng đi máy bay mấy lần rồi? Hả? Chưa à? Đây là lần đầu tiên đi đúng không? Hả? Bạn có hồi hộp không? Hả? Và bạn có hồi hộp không hay bạn có thích không? Có sợ không? Không sợ. Lần đầu tiên đi máy bay chắc là chưa có cảm giác gì đúng không? Ồ, hai bạn đã chạy đi mất rồi. Các em
ơi, các em nhìn thấy chưa? Ở phía xa kia có một chiếc máy bay nó đang xuống, đang hạ cánh đấy. Đang cất cánh ở đấy, đang hạ ở đây, đang đi rất là chậm. Và một lúc nữa là người ở trong đó sẽ được đi ra nhé. Và trên máy bay kia là đã hạ cánh an toàn đấy các em ạ. Và kia kìa, và kia nữa các em ơi, một chiếc máy bay màu trắng đang cất cánh. Đấy, cái đấy là đang cất cánh bay đi đấy các em ạ. Đấy, chiếc máy bay màu trắng kìa, các em nhìn thấy chưa? Ồ, nó bay lên kìa. Và tẹo nữa bạn. Và các em ơi, một lúc nữa thôi nhá, chỉ một lúc nữa thôi là gia đình bạn cô Si cũng sẽ lên những chiếc máy bay và bay đi như thế đấy các em ạ. Các em ơi, kia là một chiếc máy bay cất cánh kìa. Ồ, nó chưa mất rồi. Và các em ơi, kia có một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh kìa. Một chiếc máy bay Zeta. Nó đang di chuyển động rất là chậm và từ từ đấy. Nó đang đi ra đường băng. Và chỉ trong vòng một lúc nữa thôi là nó sẽ cất cánh. Ô, sao lại quay đầu bên kia nhỉ? Ồ, nó sẽ cất cánh về phía đang đối diện với ở chúng ta. Thôi con nghĩ anh sẽ quay chiếc nào mà nó cất cánh quay về đằng này nhá. Đâu đâu, máy bay đâu? À đây. Đâu. Ồ, bạn ra đèn xin nhìn thấy máy bay và rất thích. Wow, các em ơi, có một chiếc máy bay Việt Nam Airlines to chưa? Đâu? À, chiếc máy bay kia nó đã cất cánh rồi. Và chiếc máy bay của Việt Nam Airlines này nó đã hạ cánh. Ô, nó đang đi về gần đây rồi. Ô kìa, nó đang đi gần về phía chúng ta đấy. Và các em ơi, cùng quan sát nhé, chiếc máy bay này đến đây nó sẽ to như thế nào nhá. Ô, chiếc máy bay Zeta nó bay lên rồi kìa. Đấy. Ồ, hai chiếc máy bay xuống luôn. Một chiếc màu trắng, một chiếc màu xanh. Wow, cái cánh của nó dài chưa kìa. Ồ, nó đang đi rất là chậm đến đây nhá. Ồ, bà con Si cũng nhìn thấy máy bay và chúng ta chỉ trỏ đấy các em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quan sát chiếc máy bay Việt Nam Airlines kia nhá. Đó, đến gần chúng ta nhá. Kìa, các em ơi, chiếc máy bay Việt Nam Airlines kìa. Wow, ở chỗ cánh của nó có hai cái buồng đốt khí rất là to nhá. Đấy, cái buồng đấy là nó có cái tác dụng là đẩy lực để cho máy bay bay lên đấy. Và hạ xuống là cũng dựa vào hai cái buồng đốt đấy các em ạ. Và dưới chân của nó còn có hệ thống rất là nhiều bánh nhá. Đấy, phía trước của nó thì có hai cái bánh, còn ở chỗ giữa của nó thì có hai cái chân. Mỗi cái chân thì có 4 cái bánh này, 8 cái bánh, tất cả là 10 cái bánh đấy các em ạ. Wow, chiếc máy bay màu trắng kia kìa. Vừa nó hạ xuống sau mà nó đã đi đến trước rồi đấy. Wow, thích quá các bạn, nhìn thấy máy bay các bạn ấy rất là thích và các bạn nhảy cẫng cờ hết trở lên. Bạn San Nancy ơi, thế theo bạn có muốn bạn có muốn trèo lên máy bay đấy để bay không? Bạn có muốn đi máy bay không? Phải đi máy bay xong ra biển mới bơi được chứ, đúng không? Hôm nay bạn San Nancy có một trải nghiệm đầu tiên là đi máy bay nhá. Gì? À, lại đi nghịch cát nữa cả. Có thích đi máy bay à? Có thích đi không? Chạy rồi.